không có được tự nhiên như cái hồi sư phụ mới ra, mà sư phụ cảm thấy rằng cái tâm hồn của sư phụ cũng bị trùng xuống một số nào đó. Lúc này cái vết thương của sư phụ nó cũng chưa lành, tại vì học toàn học tầm bậy không à, hiểu không? Không có học cái tốt của sư phụ, học cái xấu không, mà cái đó không phải là sư phụ xấu mà tại họ xấu, có hiểu không? Sư phụ làm đúng cách là không có xấu mà họ làm ra cái thành xấu. Sư phụ găng găng xua nó là xỉn huệ dỗ sư hồ bú sư bú hậu chứ sư nó là rỉn à bả ta biên trưởng bú hậu bí phong số sư phụ theo ủ từ sau ở trên bảng phăng giang dữ ha theo ấy theo ấy đâu nỉ khăn như cái giang dữ nỉ chẳng cho rồi nha trên bảng bả nó nông chơi cho là hẳn ta ly giang dữ sư bao giờ hẳn chỉnh người nhân gia sâu vô liệu đồng có đồng nó chẳng ở xin để chi phân sư phụ sư nó cũng bú sư sư phụ chào nỉ chứ sư nỉ bú hậu nó xỉn huệ bú sư bú hậu nè sư phụ sư chứ cái xin bú hậu à, hay是一样，像今天我有骂同族是啊，我们衣服这么庄严，那么漂亮，设计那么舒服，也不是很贵什么，那因为我们自己弄自己买大卖哈，然后自己剪，然后自己设计自己缝的话，就很便宜了，比你们外面的那些西装便宜多，所以又便宜又庄严又温暖又好看，为什么不赚呢？是不是？哦，我们不是丐帮啊，为什么赚邋遢的衣服呢？古代的时候，和尚啊，不是印度的和尚啊，穿比较邋遢，比较铺来铺去，因为他们修行越多，他们要多铺，没衣服。古代的时候，那个要织布很不方便，你们知道布很贵。那你要当和尚来，一天到晚就脱破衣服，谁给你？自己也没有了，还给你？那古代的两千年前跟现在又不一样了，是不是？所以今天的和尚穿衣服更整齐，在印度也是这样的。当然有一些装很破烂了、啊。因为他们没钱，没人供养，不是真的，他们是丐帮出来。有时候丐帮是也是穿那个像那个一样、啊、本来那个印度和尚呢穿那个丐帮的衣服啊，就是这样子的。然后铺来铺去嘛，因为修越久了就不是刚进来，人家丢的东西给你啊，那铺铺烂烂啊，你修没关系，现在啊，我们的一块布很漂亮，干干净净，把它借了好几百块，然后铺起来，这个又浪费布，又浪费钱，又浪费功劳，那合什么逻辑呢？懂不懂师父意思啊？啊，不应该这样子嘛。好，既然这样，要也可以，没关系，无所谓了。不过我们这个断题啊，人家已经不喜欢我们当丐帮了，我们就不当了嘛。是啊，穿整齐一点，好看一点，又如何呢？一人三四套衣服而已啊，赚了好几年了、啊，也许整个辈子还赚不完呢、啊。干嘛那么算那么钱那么清楚？是不是？同样啊，那个行为啊，你知道做的话就很高雅、很漂亮，你又不知道你自己心不好的话，做怎么样都不好的，都很烂的，听懂不懂？所以不要说学师父啊，你要学金主，要学金主，古的时候也有一位和尚，不是也不是和尚，哪一位师父了。他有一次，他就跟一个那个人家的太太有关系，懂不懂？另外一个太太，他忽然间就跟他有关系啊，好像外情一样啊。后来那个先生知道哈。也不怎么怀，也不是怎么很生气他的，问他李师傅，你为什么这样怎么做？已经停了，已经停了。忽然间他就不要了，还太太还给他了。以后那个太太很喜欢他，又跑来找他，他不要了。他说不用不用用，现在不用。啊，后来的就那个先生就知道了哈、啊，看太太一天到晚讲那个，然后就跑到那边找，然后师傅又不要，那这个奇怪啊。他先生认为因为他，所以他师父不要他太太，不好意思，所以跑跟师父说，师父，我太太就是你的啊，你连我也是你的，何况我太太，你要什么我们都供养你嘛啊，你不要不好意思了嘛、啊、然后那个师父说，哪里，我哪里要你太太干什么，我保护你们来不及。然后他说，那太太说，那为什么你以前要跟我有关系？他说啊，那个原来是这样，我看你跟另外一个魔啊有原因，因缘很深啊，如果我没有拉他到你的要我方便的话，你一定会被拉到那边去啊。你到我这里，等一下我还给你先生，你家庭还是
还是安稳了。你到那边的哟，永远被他绑住了，懂不懂？然后你先生、你小孩、你家庭怎么样都很乱了，来不及改了，懂不懂？因为那边是魔嘛，他当然抓到了，他就不让他回来。那个师父他当然他知道什么时候做，什么时候停啊，懂不懂？他做为了那个家庭，不是他为了要那个太太。那个之后，他们两个才知道，啊，当然感激他。不过我们也不能说啊，因为那位师父这样做，然后我们都可以这样做，不是，戒律还是要啊，因为我们不是那个师父啊，是不是？像师父说一样，我们现在已经长大了，我们又不是那个小孩子脱衣服光光跑来跑去呢，我们罪恶感还是会不谅解我们的，因为我们知道我们现在不是小孩啊。了解不了解？我们心还没有还童到这个程度啊，了解吗？啊，还有什么吗？就离开那你爷了。哎，师傅，那个几个钱六吗？就啊，你啲有影啊，讲某个钱在等，讲某讲六吗？那讲某挨了，突然，我哋眼过不松，我睇个姑娘嘛，弟子过。Con của đệ tử của ông, ông tự nhiên ông muốn cưỡng bách cái cô đó vậy đó. Cô đó phản ứng mạnh liệt, chạy tuột về nhà, mét với má nó. Trời ơi, cái ông thầy của má đó, sao mà ông bê bối quá, sao bữa nay ông vậy kia. Ông không phải là ông thầy thiệt, ông không phải là minh sư, ông kia nọ hả? Ông gạt gẫm ta, ông cưỡng bách con bữa nay. Cái bà má nói, ê, không phải vậy đâu con đừng nói vậy. À, thầy của má là minh sư, có bao giờ làm chuyện vậy? Nếu thầy làm chắc có chuyện gì đây. Thôi con đi lại với má đi. Rồi cái dắt đứa con tới mặt ông thầy nói, nếu mà thầy cần đứa con tôi làm vợ hả, thì thầy xin cho thầy á. À, tất cả cái gì của chúng con đều là của thầy hết à. À, tại con của con hồi nãy nó ngu, nó còn nhỏ, nó không biết, nó làm phật lòng thầy, xin thầy đừng có giận. Bây giờ xin thầy chấp nhận nó đi. Ông nói chấp nhận chi, tôi đối với đàn bà đâu có cái lòng ham muốn gì nữa đâu, tu hành là làm gì ham muốn đàn bà nữa. Hậu đứa nhỏ nó sau nãy thầy cưỡng bắt tôi. Cái gì, bà già thì bà biết rồi, nhưng mà ông thầy ông giảng nghĩa, ông nói tại vì hồi nãy á, thấy có một cái người lạc ma khác á, mà hồi xưa cũng là bạn thân, cũng là bạn, nhưng mà làm việc bậy bạ đó rồi sắp đọa lạc vô trong cái bụng của con lừa ở gần bên đó, làm thú vật. Cho nên tôi nghĩ rằng muốn tìm cách để mà lôi ông qua cái bụng của con người đang làm người vậy thôi, để giúp cho ông một cái cơ hội làm người trở lại. Nhưng mà hồi nãy cái thì giờ nó qua rồi, bây giờ ông đã vô bụng lừa rồi, bây giờ không có cần tới cô nữa, hiểu chưa? À, bây giờ tôi đâu cần đàn bà đâu, thôi dắt về đi. Bây giờ thời gian qua rồi, bây giờ có giúp cũng không kịp nữa. Ông đã đầu thai vô bụng con lừa rồi, bây giờ không kịp nữa. Bây giờ muốn cho ông đầu thai làm vô bụng người cũng không kịp nữa, bây giờ không cần nữa, mà đi về, hiểu chưa? À, còn muốn có chuyện khác nữa. Thì có một cái ông kia, ông tự nhiên có một lúc nào đó cái ông đi bắt gì ngoại tình với chứ cái bà vợ của gì của đứa khá của đệ tử của ổng. À, ngoại tình một lúc rồi sau này cái ổng không muốn nữa, tự nhiên có ngày ông cắt ra, à, không có muốn bà vợ đó nữa. Cái bà vợ còn nhớ nhung, cứ chạy tới chạy lui hoài, tưởng đâu làm gì sai cho ổng phật lòng là ổng mới không thích. Nhưng mà ông nói không có, bây giờ thôi duyên nghiệp hết rồi, thôi đi về đi. Rồi cái sau đó cái ông bà vợ nói với ông chồng á, à, cái ông chồng mới biết ra cái chuyện này, tưởng đâu là tại vì đệ tử mà vợ của đệ tử ông thầy mất cỡ rồi không dám, thì thấy cái mấy sách bà vợ đem qua nói thầy ơi, vợ của con nếu thầy muốn thì dâng cho thầy luôn, tính bản thân của con cũng có thể dâng cho thầy, tài sản cái gì cũng được, đáp đền ơn thầy đừng có mất cỡ, thầy đừng có cảm thấy rằng không có tiện chi hả. Ông thầy cũng nói đâu phải, thầy đâu có ham muốn đàn bà chi, đâu có muốn bảo vệ gia đình cho con còn không kịp ở mà để phá hoại gia đình của con, mà giành giật vợ của con, phân ly ân ái của vợ chồng con chi. Rồi hồi cái bà vợ bà nói, nhưng tại sao hồi đó thầy muốn con? Thì ông nói không phải, tại vì thầy thấy con là có cái duyên nghiệp nặng với cái tên ma đầu ở cái xóm kia, mà nếu cái duyên nghiệp cái thời giờ nó tới rồi, nếu mà thầy không có bắt con lại cái lúc đó thì con sẽ bị cũng y cái nghiệp đó mà phải trả, mà phải đi theo cái tên ma kia, mà đi tên cái ma kia là không bao giờ trở lại, phá phách gia đình tan nát luôn, không bao giờ có thể hợp lại được nữa. Rồi con cái, rồi tài sản, rồi chồng con phải đau đớn, rồi nó phải giết luôn cả chồng con này luôn. À, thí dụ vậy đó ha. Con ở với thầy lúc đó con mê mệt với thầy rồi,
con là cái nghiệp đó con cũng trả rồi. Nhưng mà cái lúc mà thầy biết đúng là trả gì con với gia đình, bảo vệ gia đình y như hồi xưa, không có bị thương hại gì cả. Những trường hợp đặc biệt vậy thôi, chứ mình không thể nói rằng ông thầy cũng làm vậy được, rồi mai mốt mình khai ngộ mình làm sao cũng được đâu. Không phải, mình phải coi có biết có duyên có nghiệp đàng hoàng, hiểu không? Biết làm tại sao làm vậy chứ không phải. Mà cái đó là những trường hợp rất hiếm hoi đặc biệt, chứ không phải người nào minh sư nào cũng làm kiểu đó, hiểu không? Nhưng mà mình không thấy thầy mình làm vậy hoặc là minh sư làm vậy mình nói hồi vậy được, khai ngộ rồi tôi cũng còn phạm giới được. Không phải cái này không phải vấn đề phạm giới, hiểu chưa? Thí dụ như lúc mình nhỏ mười mấy tuổi trở xuống, cha mẹ cấm không có được nói chuyện với đàn ông con trai, không cấm không có được đi đêm rồi này cái nọ. Nhưng mà lớn rồi bắt đi bắt gả ra chứ, những cái chuyện hồi xưa cấm bây giờ bắt làm, hiểu chưa? Cái lúc đó không phải là phạm tội với gia đình gì nữa, mà không có sợ ba má la gì nữa, nhưng mà bắt buộc làm bổn phận á, nói dội tông đường, hiểu chưa? Đại khái vậy đó. Chứ tôi vô chơi xuôi cái bị lưu bị phán xuống mình sợ thật sự hồ. 10岁以下或者十几岁，父母都不准我们跟男女什么有关系啊，是不是？不能玩去找去还回那个哈，等哈，不能跟别的男女有任何恋爱的关系。不过长大了以后，父母强迫我们要去结婚了，是不是？以前都不能做，现在都该的，你懂不懂？那个因为时间的问题，不是这个那个时候不能说。对父母不孝或是犯戒怎么啦？听懂不懂？那个是该做的事情，那个时候知道怎么做，是不是？那个是本分的，变成本分。所以我们也不能说哪一个行为是不对，或是不好，就是看那个情况，懂不懂？是不是啊？比方说有一些名士，他平常不是我们听说平常名士就不会干涉什么政治哈，或是不会做什么那种。当官呢是当王是什么哈？不过有一些名士以前也当过皇帝啊，就是因为他命就应该这样做，那个时候他生出来那个应该这样做才利益众生，他就要做啊，不是他爱政治啊，听懂吗？就是做的话对他也很痛苦而已啊，我们可怜他来不及，还要说他怎么样爱名誉，他不会。不过我们也不能说因为他这样做他就爱名爱利，或是我们哪一个名士都要这么做，或是我们徒弟开悟了以后又就冲到政治里面，然后争名夺利那种，就不是嘛，懂不懂师父意思啊？还师父nói thêm là thí dụ như có một vị có những vị minh sư, thường thường mình nói là những vị đã tu hành khai ngộ thì họ không có ham chánh trị gì, phải không? Không có ham làm vua làm quan gì, nhưng mà cũng có một số vị minh sư làm vua làm quan lớn chứ, tại vì cái định mệnh của họ trong cái đời đó phải làm như vậy để mà cứu giúp chúng sanh thì họ làm, nhưng mà không phải họ ham cái quyền lực đó, thấy chưa? Thì mình đâu phải mình thấy cái hành động vậy mà mình phê bình ta được liền, phải không? Thí dụ như Việt Nam mình có một ông vua gì Thánh Tông gì, ông vua Nhân Tông gì, ông nào mà đi bệ hạ đi đâu triều đình đi đó, hả? Lê Thánh Tông hay Lê Nhân Tông gì? Hả? Không cần biết ha. Việt Nam có ông vua đó ha. Ông muốn vô chùa ông tu rồi, nhưng mấy cái ông đại thần cứ chạy theo à, cứ đòi bắt ông về, bắt ông về làm vua trở lại. Rồi ông không đi, ông đi thì mấy ông quan nói thôi được rồi, thì tôi đem triều đình lại để ngay đó, để cái cất ở bên chùa đó. Bệ hạ đi đâu thì triều đình ở đó, thì ông rốt cuộc ông phải về thôi, hiểu chưa? Căng căng chẳng nữa, mình sư tăng mình chuyên nữa cái sư à. Ôi tôi trả chính chú ý cái bí rụ. Ôi ý dụ, mình bú nâng khăn ý cái ý mình sư thay chú tăng của hoàng rồi, mình rằng với thay hãy sư ai ai mình, ai ly, ai hồng trần, bú sư à. Ô mình sang ô mình ý chén yếu ý vị, ô mình Việt Nam yếu ý cái chân tử cụ sư, sư ý vị của hoàng à, thay lý khai chào thính à, thay thảo dỗ ấy, thảo đó ý cái sư miêu chú à. 他想剃度出家，那个时候他不是老了再去，不是老了，他不想当王了啦。他已经修行一回而修禅了以后，他就不爱当王，要他逃走，逃到那边去了，快剃度了，不是已经剃了，我忘了那个时候我学那个时候是六七岁了，我对那些没什么兴趣了。后来那些大官啊大臣都催他到后面去，请他回去再当王。他不想回去，
我说不去了。嗯，不过那些官一直强迫他，然后他说一定也不回去。后来那些官那个最大的臣说好，既然陛下不想回去的话，那天子在哪里，朝廷是在那里。他就要办朝廷到那边去，人家这寺庙哎，那就办朝廷在旁边当办公室哎。所以后来这位明君呢，不得已要再回去，该次朝政又再一回了，好几年这样。你懂吗？所以我们真正的是不能看一位名士做的动作，然后我们说他怎样怎样，懂吗？最好我们看我们怎样怎样，嗯，因为我们太多无明的地方洗不掉，太多误会的地方，了解不了，所以要学习学什么啊？不要像猴子一样啊，乱学啊。对呀、啊，我去哪个地方的时候，看到一些猴子嘛，我丢，我很爱动物啊，看他们被绑啊，就我真的受不了，所以每次看那个，我会买东西给他们。那个时候，哥萨利加猴是哪里啊？哎，马来西亚，还好有人知道，不然认为我是妄语啊。马来西亚有一些猴子被绑在那边跳来跳去，好痛苦啊。我是爱他了，爱他们，买香蕉给他们，丢给他们，然后你就拿石头丢给我。能记得吗？我不晓得有没有爱心，就是我丢给他，他就丢给我这样。啊，石头没有抓，沙的一把一把丢，哇，我来不及把眼睛割遮起来，哎，因为他学我嘛，水名师嘛。我以前我也有告诉过你们那个因为那个小猫的故事啊。以前有一个人啊，他是名师嘛，那有一只猫了，不晓得自己养或是怎样，那只猫很爱他，他也很爱那只猫啊，两个很好朋友，就每次就黏黏在旁边嘛。不过每次他去打坐的时候，当然他就把猫赶出去了，赶啊啊，吹啊打，然后关门进来，砰，然后在里面打坐。好，后来他那个徒弟啊，他死掉了以后，他徒弟也是每一次都吹猫的打死了。那个猫又不爱他，不黏他，不麻烦他什么，每一次他要打坐前一定去找那个小猫。不管那个小猫躲在哪里，他一定抓得到，找得到，找以后打了一顿才去打坐。对了，师父nói là học minh sư đừng có học bậy, chứ học cái gì học cho đàng hoàng, đừng học giống mấy khỉ á, nó học bậy á. Như hồi sư phụ đi hồng pháp ở Malai á, rồi cái lúc mà sư phụ rảnh rồi thì cũng hoặc là đi hồng pháp đi vòng vòng mà đi ngang qua chỗ kia có mấy khỉ nó bị cột quá, nó nhảy tới nhảy lui thấy tội nghiệp lắm. Sư phụ mới mua mấy trái chuối á, tiêu cho nó ăn. Sư phụ tiêu chuối cho nó, ném chuối cho nó lấy mấy cục đá nó ném lại cho sư phụ. Tức là exchange mà. Trao đổi à. Rồi nó ném đá không có, nó lấy cát nó giục. Sư phụ che mắt chạy không kịp, phải không? Sơ mù á, tại con mấy khỉ nó học là nó học vậy đó, hiểu không? Nó thấy mình luyện thì nó cũng luyện, phải không? Mấy khỉ là thường vậy đó. Này, hổ sư đó sẽ chẳng lo mổ phẳng lên nhà sư phụ sao? Này, thì à, sư ý chiến thì sư yếu cái hảo trụ rất là chẳng, yếu cái rừng thay hẳn khẩu khở à. Khăn nào, chạy sang miền này, nó cái mắng của hẳn tố, thay chứ chỉ phá vô sang này à. Rồi hổ thay, chứ đó, khăn sao ý chuyến hổ sư chạy sang miền, nó chứ bả sư thầu tiêu sang chị.然后猴子把芒果丢下来，也蛮不错，蛮不错。这样他丢多少都拿多少芒果，这样好舒服，不用爬，也是不错。嗯，那có cái con có cái chuyện cũng hay, ví dụ như có một ông kia ông rất là khát nước, ông thích ăn mãng cầu, ăn
xoài, nhưng mà thấy đinh cây xoài cao quá leo không tới, rồi ông thấy có một đám khỉ nữa, à không biết rồi, ông lấy đá ông giục lên, rồi mấy con khỉ nó lấy xoài nó giục xuống. À, nó khỉ nó chuyên môn học vậy đó. À, còn cái chuyện nữa là thí dụ sư phụ nói sư có cái ông kia, ông thiền sư kia đó, mà ông có nuôi một con mèo, rồi con mèo nó rất thích ông cũng rất thích con mèo, nhưng mà mỗi lần ông ngồi thiền á thì ông không có muốn con mèo, mà nó cứ thì con mèo nó thích ông, nó cứ đi vòng vòng vậy, nó cả tới cả lui, mà mèo lại mèo chi à, mèo tới mèo lui á. Thành ra cái lúc nào mà ông trước khi ông ngồi thiền là ông phải đánh con mèo, ông đuổi nó ra, rồi ông khóa cửa lại ông mới ngồi. Sau này ông chết đi rồi thì con mèo nó còn đó, nhưng mà học trò của ông mỗi lần mà muốn ngồi thiền, trước khi ngồi thiền đi kiếm con mèo đánh. Mà con mèo hồi xưa nó lưu luyến ông thầy đó, nó mới ở cà cà gần bên, chứ còn cái anh học trò này nó đâu có cà cà gần bên đâu. Mà mỗi lần ngồi thiền thấy thầy đánh, mà thầy đánh con mèo, mà mỗi lần ngồi thiền không biết, bất luận là con mèo nó trốn ở chỗ nào ông cũng đi kiếm, ông quýnh trong một trận tới bời rồi ông mới đóng cửa ông ngồi thiền. Có hiểu không, hiểu không? Đại khái vậy đó, học tầm bậy tầm bạ. Ok. Học tua bậu. Sao tới giờ bây giờ chẳng người này mình thiền, mình thiền chẳng người sao hãy giữ thiền. À, wow, 太多故事了. Wow. À, bằng. Hoàn an, hả? Câu là ha. Nếu mà hãy yêu hồi chưa? Sứ tiến à? Mình tiên chạy chẳng à? Hả ha? Thôi, mai nói tiếp ha. Đủ rồi ha. Nay uống rượu ngon không? Mấy người nhà chủ trà ha. Xong là nó bên đó có rơ suy mà. Thế là nếu mà hơi hơi bài lóng trà nó hôn nón nó cho hồi chứ. Chính thiên cao hào chi phân, chi hơi dễ sư. Chi hậu dễ sư hẳn rấu hở là. Chỗ thiên cao hào chẳng tao của mình, chống của mình lại cho bên siêu chính là gì hậu. Phong thẻo dữ xuân mà. Cao hào chân là chính thiên phong thẻo dữ xuân. À? Chi hậu hôn rấu à? Tây à, phong sẽ hẳn hảo à, yếu phong yếu dữ à. Bu chơi sợ rừng hở phong, bu chơi sợ rừng hở hả? Phong sủy bu sợ. Phong sủy hẳn hở, hẳn khăn khải. À? Nè cơ, nếu mình chống ngoài miền bảo chinh chi, bu chơi đào phong yu sử mô theo sơn hả? À? Ồ, chơi sân tỉnh nà bên sư chơi theo chơi sơn. Ú, hoàn sân sư châu đô bu cản bi yên chính. Khai chư huy yu chơi sư châu. Cái chữ hơi yến là sợi chào. Wow, thế nào bên hoa, in yue yu hẳn hào, bí nì găng găng thiên hồ in yue hải yu hào. Nó chào, rồi bông 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 bông. Ồ, nó nơi sẽ trang liền là, nó tự chí khai, tự chí quan, tự chí khai quan. Bông, chích, bông bông. Rồi hào, xa yu chơi ngoài miền, nó bảo đâu lì miền chú à. Yếu trang hú ấy, sao ta chống nào lì lâu chinh chú. Ừm. 差一点叫那个静海五山寺救济团跑来救水灾了。张蒙也有水灾了。哎呀，不过就不怎么样啊，你们在下面还有靠山呢、啊。我上面就是我在山顶，就是山靠我。我在那边就给山靠了，我没有，我在那边山少找得到了，风太大嘛，我们弄一个房子的压它一点，是不是？像以前那个孙悟空被压在那个什么五行山下面一样，有那个符咒啊，粘上去，哎，不然那悟空它会蹦上来，然后山也被破掉了，嗯。你们是有靠山，我是有山靠哈，大家都有不同的哈，太好了 ，OK， 祝大家一路顺通。不要逆风麻烦，跟苗逆风很出名的，啊，最好要顺风哦。哎呀，真。我们不能讲太早，昨天风调雨顺，今天雨顺风调。好，晚安。
như là xưa kia có một cặp vợ chồng nhà nông gì đó ở một cái chỗ đó. Wow, nếu mình thay rơ hồi hồi. Nên cái hậu miên nó bị hải hậu mà. Vô cảnh chế mà. Như thế nào mà. Hả? Chứ thăm mình chứ gì đó vấn đề chứ bố bảo mà. Lính khở sử đeo chứ bố lý khai chinh thủ. Nên cái giới tươi nông phu mà. Nó có một cặp vợ chồng nhà nông ở cái chỗ đó. Mà hai vợ chồng rất là kính thương lẫn nhau. Có một lần người chồng đi ra ngoài. Bạn hay bạn bái, bên hay bái ủ tháng, xưa. Hảo, nay tôi phụ phụ, dù ý sư tha xuyên sân bố chạy hả? Có một lần đó, người chồng đi ra ngoài, thì người vợ ở nhà. Thay thay chạy cha, rồi hảo, dù ý cơ rỡn à, ý cơ nản đợ. Có một người đàn ông á. Ồ, bố chi đợ hẳn chinh chủ, rồi mà mang chẳng à. Nếu sư phụ nói không có đúng hay nhắc dùm phải vậy không? À, phải tới đây phải như vậy không? Có hai người rồi, cái người khách vô rồi, cái bà vợ sợ ông chồng nghi rồi, cái biểu người khách chạy ra rồi, cái người chồng đốt cái lửa đó phải không? Ờ, à, phải rồi, đúng rồi, đúng rồi. À, vậy là sư phụ nhớ dài muốn chết. À, có hôm qua kia người ta dịch cho nghe hả? Thả mình trên bên Phan Y, nè mới hô hê chủ tặng nè mình à? Hô hê thảo sao mà? Bố hê thảo hả? Để thính được đâu sư phụ hả? Ờ, ok. Ah, hôm nay na cái thay thay cha cha, căn hậu chủ phan chủ đông gì hả? Lúc đó người vợ ở nhà đương nấu cơm, nấu này nọ. Lúc có người qua đường đó, rất là nghèo. Người ăn này. Hồi đó mùa đông rất là lạnh, mà đói nữa, cho nên mê vào nhà đó. Mê xin cơm của bà vợ này. Người vợ này là người nông rất là... bố chấm mà hình tổng chúng ta chết thơ à. Không có biết cách để mà tiếp khách. Rồi cái người mà ăn mày đó lại lạnh, lại đói nữa. Lạnh nữa gần chết rồi, không còn cách nào nữa. Thì người vợ thấy ổng như vậy, thì không có nhẫn tâm đuổi ổng ra. Mới bảo ổng cởi áo quần ra để mà hơ lửa đó. Thì bà vợ tạm thời tránh chút xíu.